bây giờ Nu sẽ đưa mọi người đi tham quan chỗ phim chỗ Nu nhá. Tất cả đây nào. Đây chính là chợ phiên mới ở cuối tuần của chỗ Nu nha mọi người. Mình thấy vui không? Quá là đông người luôn á. Trong diễn cấp mà hôm nay thì sẽ có hai thí sinh này. Ủa, chỉ có tiền trong các bạn. Rồi. Mình đây chính là đánh tú chỗ Nu nha. Chỗ mình. Wow. Vâng, và chợ phiên chúng em là chỗ phiên. Trước tiên đi, mình sẽ đưa mọi người đi tham quan cái nhà này. Người ai mà muốn lên lao trại chơi đặt cơm thì gọi chiếc chó số này nha mọi người. Đi xé như này. Đi này. Đó. Thì đẹp chưa? Wow. Như này nha. Còn đây chỉ là cái nhà tạp hóa bán nước uống đồ ngọt kẹo các thứ nha mọi người. Đây chỉ là cái nhà ở đây. Đó, đẹp quá trời. Wow. View triệu đô quá là ưng. Người mà lên đây ăn ở nghỉ tại nơi chỗ này này. Đây, chỗ ăn đây này. Sẽ nấu rồi mang ra ăn. Ăn xong lên ngủ trên này nha mọi người. Bây giờ chúng mình sẽ đi tham quan trận phiên xem có những gì cho mọi người cờ nha mọi người. Chắc là ai mà muốn mua gì thì cứ lên đây. Trước tiên thì xem người ta đánh tù lưu đấy. Wow. Hai con này đang chạy xuống. Trời đang rất là nóng, nắng nóng. Mà tham quan trận phiên. Đây này, đây chính là cái quán tạp hóa nha mọi người. Ngoài đánh tù lưu ra thì còn có còn có bé cung tê. Tổ sứ giả. Đây chính là tổ sứ giả cám cám cắt thì có thể đây là giống thảo quả. Đây xúc xích nha mẹ. Ô phải cho chị cặp xanh xuống dưới mẹ. Ừ. Thứ một quá ngon nữa. Ờ sẽ có quá. Vừa uống mẹ xem đằng bà. Ờ bắt đầu. Cô có thể đăng ký cầu lông anh cô.
chỗ này có hút được đâu. Cậu thầy mặc mặc đồ roi đập cái.